đó như quay sơ sơ tóc đi nha mấy quay nha. Mọi người biết không, đáng lẽ cái buổi chụp hình hôm nay á là được chụp vào ngày 27 tháng 11, người dân trục trặc là muốn làm đồ chặt chém quá nên phải dời tới ngày hôm nay mới chụp. Hôm nay là mình sẽ có 4 layout make up và 4 layout tóc, thì Trinh nghĩ là cũng hết nguyên ngày, rất là nhẹ nhàng thôi mọi người à. Mọi người sẽ được xem một ngày chụp hình của Trinh là như thế nào nha, rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lắm. Mỗi lần chụp hình với em Gia thì lúc nào cũng được chuẩn bị một cách rất là kỹ lưỡng thôi này ha, rất là chỉnh chu. À, một lát nữa, tại vì kênh của mình thì đối tượng của mình cũng dạng là còn đi học nhiều đó, nên lát là bộ nào mà chị sexy quá đó thì né những cái góc sexy quá nhé, có công tụi em che tàu chị dù vô nhiêu. Thấy không, đồ bố mình chụp hình này rất là gắt nha. Đó. Wow, bố kia thì lúc nào cũng là chắc chém đó, chém gắt. Giờ dặn lại lần nữa thôi nha, nhớ nha. Okay. Đối với anh Miller, mỗi buổi chụp hình là không được đứng sau lưng của ảnh, không được quay đèn của ảnh, ảnh sợ bị lộ đèn lắm. Xin chào các bạn, hôm nay thì các bạn sẽ thấy là ở đây đang set một cái set rất là khủng khiếp được đầu tư. Và nhân từ nhân sự tới những cái đạo cụ này thì các bạn có thể hình dung giống như là đây là một cái buổi quay MV vậy. Nhưng mà không, đây là một cái buổi chụp hình của chị Ngọc Trinh. Và với lại cái concept lần này thì nó có một sự đặc biệt mà Ke muốn chia sẻ với các bạn, đó là vẫn bám theo cái chủ đề mà trước giờ Ke luôn xây dựng cho chị Trinh, đó là nữ hoàng nội y. Thì trong tất cả các concept trước đây mà các bạn biết đến với lại ekip của Ke kết hợp cùng với chị Ngọc Trinh đều liên quan đến nội y, thì lần này một cái thử thách rất là lớn đối với lại Kia cũng như ekip, đó chính là làm sao để mà đưa nội y trở thành một cái xu hướng street style đi ra phố. Nhớ lại cái tấm hình mà trước đây chị Trinh đã đi sang Ý và có một cái bộ nội y và khoác một cái áo choàng màu hồng cũng như là xách cái túi Hermes để mà chụp street style, thì rất là nhiều cái luồng ý kiến trái chiều. Từ đó em mới nghĩ ra một cái thử thách là làm sao để thực sự mình đưa nội y trở thành một cái phong cách cũng như là một cái xu hướng có thể áp dụng được ở cái tính ứng dụng cũng như cái tính thời trang của nó. Ở đây thì không thể nào các bạn tưởng tượng một buổi chụp hình, và Ke khẳng định luôn, chỉ có Ngọc Trinh mới có thể đầu tư và chịu chơi đến như vậy. Set up ngày hôm nay, kể cả đồ đạc nè, kể cả set up, thậm chí là thuê 4 chiếc siêu xe để mà phục vụ cho cái việc concept này có thể lên đến 300 triệu đồng. Wow, một con số rất là lạ khủng. Mà khi mà đưa ra cái ý tưởng này thì cũng hơi sót ruột, bởi vì không biết là chị Trinh có thể dám thực hiện hay không, hay là mình có đang phung phí cái chi phí để mà đầu tư vào này không. Nhưng mà sau khi mà được nghe ý tưởng nè, sau khi được thấy concept và cũng như là cái bối cảnh background, thì chị Trinh ok cái một. Và điều này làm cái ekip vừa hào hứng mà vừa áp lực, bởi vì không biết là cái bộ hình nó sẽ ra nó có được như cái sự mong đợi hay không. Về để mà thực hiện cái buổi trang phục ngày hôm nay thì Ke phải lên ý tưởng gần như là vắt cái chất xám của mình ra để mà làm sao có thể thiết kế cho riêng cho chị Trinh những cái trang phục, những cái layout mà nó phù hợp với cái tinh thần nghề của buổi chụp ngày hôm nay, với cái chủ đề là đưa nội y ra thành phong cách street style với đa dạng nhiều phong cách, phải đến 7 layout và 7 layout hoàn toàn khác nhau. Và có những cái layout mà các bạn hình như là dường như là không thể nghĩ ra là có thể ứng dụng nó được trong phong cách street style, nhưng mà hôm nay Ngọc Trinh sẽ thực hiện điều đó cho các bạn. Những cái thành quả cuối cùng của ekip, liệu nó có bị ném đá giống như cái bức ảnh trước đây của Ngọc Trinh hay không, thì nó sẽ là trở thành xu hướng hay nó sẽ trở thành một sự phản cảm, thì chúng ta hãy chờ đón. Đó, tập YouTube ngày hôm nay thì Trinh sẽ giới thiệu cho cả nhà biết một ngày đi chụp hình của chị Trinh là như thế nào. Biết sao Kiều đứng đây không? Tại vì bộ đồ Trinh đang mặc nó hơi hở đó, mà kênh thì toàn là kiểu là mấy em bé còn nhỏ đó, nên là Trinh cũng hơi kỹ kỹ xíu. Bây giờ các bạn cùng theo Trinh nha. Đi. Rồi, cùng theo Trinh. Chụp
mới bộ đầu tiên ngay cả nhà mà mất khoảng 30 phút chụp và 30 phút quay là mỗi bộ lặng tiếng. Xong sau đó mỗi hai bộ đồ là sẽ thay một layout. Rồi thấy không, này nè, cái cảnh này phải quay coi nè, cái cảnh lột dài thôi mà vậy nè. Bởi vì vô mặt nhẹ. Tôi tự làm cho. Đó. Và sáng giờ là Trinh chưa dám ăn cái gì nha mọi người. Chị dám uống thôi nha. Đúng rồi chị. Em lâu. À. Mỗi một bộ đồ là mỗi bộ nail khác nhau nha cả nhà nha. Đây 7 bộ đồ, nó là 7 bộ đồ mà thấy ít vậy thôi nhưng mà sẽ thay tới 4 layout và mỗi layout sẽ có một cái bộ nail riêng được design bởi chị Phan Mỹ Nguyên cho từng set đồ luôn. Đây là những bộ nail. Đỉnh của đỉnh. Thì những cái bộ này là chị Phan Mỹ Nguyên phải design riêng cho Ke cùng với những cái detail, dù trang phục nó có detail gì thì cái bộ nail nó cũng phải có detail đó và tông màu phải tương tự luôn. Trang phục ngày hôm nay là đều được nghiên cứu từ xu hướng của xuân hè 2022. Thì đây cũng là một cái xu hướng về nội y và cũng là một cái trend thế giới, đó là gọi là mình sẽ khoe tối đa những cái đường cong và những cái gì gọi là bên trong của người phụ nữ. Còn theo đó là theo các thiết kế catsuit. Catsuit là một trong những cái từ keyword trong năm 2022 trên cái xu hướng thời trang thế giới, nên Kè đã ứng dụng cái xu hướng đó vào cái thiết kế trang phục lần này. Cùng theo đó kết hợp đó là cái đôi tức long màu xanh cùng với lại cái bộ nail rất là đẹp tông như vậy để mà có thể là làm cái điểm nhấn cho bộ đồ này. Và em nghĩ là ngoài chị ra thì ai sẽ có thể mặc được bộ đồ này nữa hả em? Để mà mặc cái bộ đồ này các bạn thấy là khoe triệt để những cái đường cong và những cái chỗ hiểm hóc của những phụ nữ thì có lẽ là ngoài cái vòng eo 56 của như Ngọc Trinh thì rất là khó có thể có một người thứ hai. Nếu như bộ bạn nào diện bộ này cũng phải có cái cách tính rất là mạnh á, cũng kiểu như là chịu chơi á, kiểu chất chơi á, chất chân chơi á thì mới chất chơi rồi, chất chơi chắc nết nữa. Để mà làm cái concept này cho chị Trinh thì thật ra là phải nghiên cứu rất là nhiều. Cả tháng đấy nhỉ? Phải mất cả tháng mà kiểu mà áp lực luôn, chết rồi bây giờ mình làm sao cho độc đáo đây. Kiểu như luôn muốn là đi đầu á, em đi đầu á mọi người. Luôn muốn vừa độc vừa lạ mà vừa phải đi đầu nữa em ha. Còn cái chuyện bị chửi hay không thì hai đứa mình kể nha các bạn ha. Tại vì nói cho nó kiểu thảo mai vậy thôi. Chứ có bị chửi thì cũng kể thôi. Đúng rồi. Mà tại vì làm đang được thỏa sức cái đam mê của mình á. Nghiên cứu 7 xu hướng khác nhau. Và đối với cái bộ đồ lần này thì là cái xu hướng chính Kem muốn gửi gắm đó chính là xu hướng Y2K, là trở lại những năm thập niên 2000 để mà đưa vào với những cái chiếc váy siêu ngắn như thế này. Và kèm theo đó là các bạn thấy là cái điểm đặc biệt, điều chung của tất cả các đồ là đều khoe nội y. Tại vì Trinh là nữ hoàng nội y mà, đúng không các em? Đúng rồi, và tất cả concept Kem dùng cho chị Trinh sẽ luôn là nữ hoàng nội y. Và sắp tới vào tháng tới nữa thì Trinh sẽ có thêm một bộ hình nữa, nhìn vô cái là đúng biệt danh liền luôn. Mọi người đón chờ nhé.
sicko, that sicko, sicko. I don't really need that sicko. Hiện tại bây giờ là hơn 9 giờ rồi mà mới bắt đầu chụp buổi thứ 6 thôi, thì Trinh nghĩ là chắc tới 11 giờ mới xong. Tại vì còn quay với chụp nữa. Chụp thì nó lẹ lắm mọi người, đổi makeup nó hơi lâu. Nhưng mà mình hết đổi makeup rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Sẽ nhanh, chắc cả 11 Đây là bộ ảnh lần đầu tiên mà bộ ảnh mà lâu nhất. Lâu nhất thì chưa tới giờ, 9 tiếng làm việc. Tại là 9 tiếng làm việc rồi. Nha. Hôm nay là ngày đầu tiên mà chụp hình lâu nhất từ xưa tới giờ, 12 tiếng đồng hồ. Trước giờ kheo kheo được biết thì chỉ cần chụp khoảng 5-6 bộ là chị Trinh là sẽ đi về. Nhưng mà với lần này thì với cái sự đầu tư như vậy và cái sự hào hứng với chị Trinh, bản thân khi mà chị Trinh quyết định làm concept này thì chị rất là hứng thú và muốn đầu tư hết sức lực vào. Nên là dù chụp bây giờ từ 12 giờ mà bây giờ đã là 11 giờ tối rồi, có nghĩa là gần 11 tiếng làm việc mà chị vẫn năng lượng như vậy. Và ở cái shot ảnh cuối cùng này có những cái shot cực kỳ đã luôn, và các bạn sẽ thấy những cái shot này sau khi mà bộ ảnh được tung lên. Ở ba set cuối á thì các bạn sẽ thấy là cái mismatch của Kha tập trung vào vest và bodysuit, làm sao mà đưa nội y ra street style, thì khi mà kết hợp với nhau nó sẽ ra như thế nào, thì cái bộ ảnh cuối cùng, cái nào cuối cùng này sẽ là cái câu trả lời cho các bạn. Và Trinh cũng như Kia cũng như là anh Milan cũng như là tất cả ekip sẽ hy vọng là bộ ảnh này sẽ được mọi người đón nhận. Hôm nay xin gửi lời cảm ơn Kia nè, cảm ơn tất cả ekip, cảm ơn Miller, cảm ơn Bảo Bảo, cảm ơn Ruby đã rất là hỗ trợ nhiệt tình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì đã trễ lắm rồi, mọi người phải cần về nghỉ ngơi nên làm. Bye bye mọi người nha. Bye bye.